Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là một ngày nắng rất là đẹp trời. Kìa, coi kìa. Có con đang... cá nó mới cắn câu nè. Nè, tôi đang câu cá nè, lại phá cần câu của tôi nè. Nè, con cá mèo ấy có giật mèo lại nè. Con cá cắn câu, cắn nè. Từ làm chị Panda nãy giờ bà câu được quá trời cá luôn, tôi không câu được. Trời ơi, em né ra, đừng có phá chị. Từ đang câu cá một ngày đẹp trời, mẹ của chị Panda này đúng là suối quẩy quá, tự nhiên lại gần tôi chi vậy? Tôi đang câu ở đây trước mà. Ủa, nãy giờ chị câu đây trước, chị câu từ chuyện qua nay nói gì vậy? Từ hai người này. Trời ơi, mặt nước cá, wow, mặt nước xanh biếc mấy bạn. Mèo, mẹ của chị Panda, em đang có một cái ý này, em tính hỏi hai người nè. Biết gì đâu mèo. Lỡ như mình đang câu cá vậy rồi có một cái cơn sóng thần ập vô đè chết tụi mình là sao mèo? Tào lao cái hồ công nhỏ xíu vậy, lỗ mũi của người ta sóng thần luôn ra. Trời ơi, mấy bạn có bạn nào tưởng tượng không? Tụi mình đang sinh tồn trong thế giới Minecraft yên bình như vậy nè mấy bạn. Có khi nào mặt nước nó dâng lên từ từ rồi nó đè chết chúng ta không mọi người? Ủa, chị Panda, dính cá kìa. Wow, giỏi quá. Giỏi quá chị Panda. Hả? Mèo đâu vậy? Nước dâng lên thì mình bơi lên thôi. Bộ làm như không biết bơi trong Minecraft vậy à? Từ nhưng mà lỡ bơi không được rồi sao nè? Ví dụ như mình bơi không được mình hết đồ ăn luôn rồi sao mèo? Làm như nước axit vậy, bơi không được hết đồ ăn rớt. Từ trời ơi, mặt nước như vậy á có khi nào nó dâng lên không mọi người? Có bạn nào tưởng tượng được điều đó không? Hay là hôm nay chúng ta cùng nhau thực hiện một thử thách đi mọi người. Cứ mỗi 5 giây mực nước trong Minecraft sẽ tăng từ từ lên. Nhiệm vụ của chúng ta là phải trèo lên càng cao càng tốt. Nếu như người nào lọt xuống nước thì coi như người đó sẽ chết. Dám không mèo, dám thực hiện thử thách với tôi không? Vậy là chơi cá sấu lên bờ người ta xuống nước vậy đúng không? Tào lao là gì có cá sấu. Mình chỉ thoát khỏi mực nước thôi mèo. Nước okay, càng dâng lên mình cần phải trèo lên cao. Đụng nước là chết. Rồi được chơi rồi, chơi thì chơi, sợ cắt. Ok mấy bạn, hôm nay anh Red Food cảm thấy hôm nay là một ngày trời rất rất là đẹp luôn mấy bạn. Trong Minecraft này, và anh sẽ thực hiện thử thách là mỗi 5 giây nước sẽ dâng lên một lần. Thử thách chúng ta sẽ cùng nhau sinh tồn để thoát khỏi cái cơn lũ lụt nha mấy bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nào. Ok, mình sẽ cần có một cái hố ngay đây mấy bạn. Mình sẽ cho mực nước dâng từ đáy của Minecraft là từ tầng bedrock lên. Rồi mèo, đào một cái lỗ ngay đây cho tôi mèo. Đào xuống, đào xuống. Cái lỗ này á chị Panda mình sẽ dùng để nhìn coi mực nước nó đang ở đâu chị Panda. Tới tầng bedrock cho mèo. Ơi, nhiều khi chị leo. Ở dưới này có cái cục hút nước có đặt đó. Cái gì vàng vàng dưới vậy bà nội, bộ cướp hay gì vậy? Cái cục hút nước nè. Trời ơi, đó kêu bằng cái khối bọt biển. Đào xuống tiếp đi, đào xuống tiếp. Đó, đúng rồi, đào xuống tới tầng bedrock chưa mèo? Chưa. Tới chưa? Đào xuống tiếp. Rồi, tới bedrock rồi kìa. Đó, cái tầng đó là cái tầng mà nước sẽ bắt đầu dâng lên mấy bạn. Và nhiệm vụ mình là phải thoát khỏi nước đó. Mèo ơi, nước nó lên chưa mèo ơi? Chưa, đang chờ nè, có thấy nước nổi gì đâu. Cứ 5 giây nó mới lên một lần, chờ xíu đi. Đó, nước lên rồi. Ok, bắt đầu. Chạy đi đi mọi người, chạy đi. 5 giây. Ok. Nước càng dâng lên từ từ mấy bạn ơi, mình phải chặt cây trước. Ok, cái cây này trước cửa nhà mình. Cây này ơi, tao xin lỗi mày nha cây, nhưng mà tao phải chặt mày thôi. Tôi chặt cây cái mới được. Chặt một cái ngã nguyên cái cây luôn. Ngã cây ok. Yes. Quá nhiều gỗ, quá nhiều gỗ. Cây của ai rồi đó lận nha. Cái cây mình được. Cái cây này cao, cái cây này rất là cao nè, mình sẽ chặt cái cây này. Mình phải chặt những cái cao để mình lấy gỗ. Chặt cái cây bự người lớn. Ai hút cây đè bị chết được á nha. Cây đè chết không? Chết. Trời ơi, có ai bị đè, có ai bị cây đè hả mèo? Tôi nãy tôi đè xém chết luôn. Từ cây kìa. Ôi, ngã cây. Ok, lửa cây nằm cao. Cây này. Ôi, tôi nghĩ nước đang dâng lên từ từ rất là nguy hiểm mèo, phải cẩn thận mới được. Cây ai chặt để lụm nha, không chơi lụm bờ. Lụm ké nha mấy bồ. Không có chơi lụm bừa nha, không chơi nhào vô lụm ké nha. Ok, chặt cây nhanh lên mấy bạn ơi. Cây mấy cây cổ thụ không ạ? Ê mèo, sao nhà mình ở khu này toàn mấy cây cổ thụ không vậy? Ê hút, không coi nè, mới chặt lên, mới chặt cổ. Ủa, cái cây này nó không có gãy mèo ơi, cái cây này có hai nhánh là nó không gãy được. Ê, mình phải chặt cái cây nào á. Chặt hai nhánh luôn. Okay. Ủa cái cây này không gãy. Ôi, cái cây này, cây này. Ủa đừng có lựa cái cây nào có chung một nhánh với nhau nha, tụi nó không gãy đâu á. Nhanh lên, nhanh lên. Chặt, húp. Rồi, ngã cây. Tôi không có thèm coi của mèo đâu mèo ơi, tôi lẹ, tôi còn chạy nữa mèo. Cây nào? Đây, rồi sao chặt đi? Có gãy đâu? Cái bật nguyên một cây đi cho em coi. Đó, nhục. Rồi, tôi vô nhà nha mấy bạn ơi. Nhà của mình khá là cao, mình hy vọng như là nhà của mình sẽ không bị ngập nước mấy bạn. Vô nhà để coi nhà có gì không. Nhà có rìu gỗ. Cầm theo mấy cái này ăn mấy bạn ơi, cầm theo đồ ăn. Ủa bạn ơi, tôi xin đồ mà bạn. Bao nhiêu giờ lấy đồ vậy là bạn chơi xe công cụ hỗ trợ rồi. Ủa nhà tôi có đồ ăn, tôi lấy đồ ăn theo tôi ăn chứ bộ tôi có lấy gì đâu trời, vô duyên. Thôi chứ chị ăn. Thôi mấy bạn ơi, kệ mẹ chị Panda đi mấy bạn. Anh
sẽ chạy lên một cái miền núi nào cao cao để anh sống. Anh không biết là nước lên tới đâu rồi mấy bạn ơi. Không, hay là sử dụng công cụ hỗ trợ. Ê mèo, nha. mèo chạy ra coi nước dâng tới đâu rồi mèo ơi. Ông ra ông coi. Ủa. Đi, đó là nhiệm vụ. Trời ơi, cái cây này sao nó không gãy vậy trời. Tôi phải chạy nhanh lên, từ từ. Ủa, cứ ở đâu vậy, chị đi theo vậy. Nè nè, em đang chạy vô trong làng chưa, đang gãy đi thôi, sao không gãy. Giống cây nó hết gãy quá mèo. Rồi, cây nó hết gãy rồi. Không, vẫn còn gãy, tạm chặt mấy cây bị dính chồng. Cái cây đó nó tôi chặt cây lẻ luôn nè. Hết gãy rồi. Đè, tôi chặt cái gãy bình thường. Ủa sao chị bánh đá? Ôi, cho em gỗ chị bên đây, cho em gỗ. Ông có mấy cây nào không? Ok. Mấy cây nó dính chồng với nhau. Lấy gỗ ra. Đây rồi, xong. Ôi, khoan, chị bên đây chạy em, chị bên đây theo em, theo em, chị bên đây. Chị bên đây chạy chặt cái này cái. Em lấy cái liều của em cái đã. Em sẽ đi lên trên cao em nằm em ngủ gì bên đây. Ok, nhanh lên mấy bạn ơi. Nó lấy cái liều nè. Mình một hồi đó là mình có cái liều. Em có một cái liều hả chị bên đây? Từ từ đếm chạy ra coi mặt nước nó dâng tới đâu rồi chị bên đây ơi. Không biết nước nó dâng tới đâu rồi, cái lỗ rồi. Tới chân rồi nha. Rồi tới chân cái chị xây cái nhà tới trời nó chưa dâng lên nữa. Đúng rồi. Nước nó dâng gần tới rồi bà nội ơi, nó dâng qua cái cục bọt biển rồi. Nó dâng qua cục bọt biển rồi. Nhìn lên, nhìn lên rồi. Chị bên đây bỡ táo đem theo hả? Ừ đúng rồi, hai táo. Đúng rồi, hai táo nữa. Ui chết. Tự nhiên cái từ. Ai chơi với tôi với con. Hai táo. Không thấy xong thì con lại thái đi. Rồi tao sao? Hai người mà thái dám quá vậy chứ. Ê chị Panda, em lên em xin ở ké nhà thằng bà rồ chị Panda, nhà nó cao lắm chị Panda ơi. Phải không? Nhưng mà chị tính tới nhà bà phù thủy cho nó gần. Tào lao nhà bà phù thủy thấp chẩm mà. Đi hướng này nè. Ai mà dư gỗ mà đặt lớp gỗ vậy vậy? Tôi á mèo, chạy qua đây nhanh mèo ơi, mèo đâu rồi, chạy qua đây nhanh. Ủa, nhanh lên. Sao phải chạy vậy? Cái vùng của mình là vùng đồng bằng, mình phải lên vùng núi mình ở bà nội, bộ từ đó giờ chưa đi tới lộc hả? Ê, cái vùng này phải vùng núi nha, tôi biết một cái vùng núi này ở đây nó cao lắm mọi người. Biết tôi. Ờ cái vùng nào là vùng núi ta, ở đâu mà có cái núi nào cao á? Cái vùng núi là sao làng á? Cái thác nước đúng rồi. Mình chạy lên cái nhà dân làng mọi người. Mình lại nhà dân làng đi, nhà dân làng nó rất là cao đúng không? Nhà dân làng nó cao tại vì nó nằm trên đồi mà. Đúng rồi. Mình sẽ sống sót khỏi trận lũ lụt này tất cả mọi người à. Cây còn ngã bình thường mấy bạn ơi. Tôi chặt cây nó không có ngã nè mèo ơi. Nè nó đâu có ngã đâu. Vậy là cưng không có cứu đấm thần thánh. Từ em không có biết chị Panda, nhưng mà em chặt cây hết ngã rồi. Chặt giảm một cái thế đó là một cái phột từ trên xuống luôn rồi. Đúng rồi. Để em thử, em chặt bằng tay coi, nhiều khi chặt bằng lớp gỗ nó không có ngã đó. Để chị coi. Ủa ngã rồi. Đúng rồi. Chặt bằng tay mới ngã, chặt bằng lớp gỗ không được nha. Nè đó. Ok, chặt tiếp, lấy nhiều gỗ vô. Ok, tôi quên tới. Ôi, cái cây ngã đè tôi mất nửa máu luôn. Tôi nói rồi, trời ơi, nửa máu là chuyện thường. Dân làng nó trơn rồi, dân làng chạy rồi, chị Bánh ơi, kìa, cái có làng dân làng rồi đó. Làng biết bữa nay mình chơi ngu cho nên là làng trốn rồi. Em đi qua nhà thằng bà rồ không, chị Bánh ơi? Vậy là mình phải tìm chỗ cao hơn. Là qua nhà nó lỡ nó có. Mấy bạn comment đi mấy bạn, mình có nên qua nhà thằng bà rồ không? Và mấy bạn thích video này, mấy bạn đừng quên để lại cho anh 100.000 like để anh làm những cái tập tiếp theo nha mọi người. Anh có động lực anh mới làm những video mới cho mọi người xem nha. Ok, mình ăn vô cái đã rồi xong. Cái làng thì không có ai hết. Mà mình về sao ta, cái làng gì đủ cao chưa? Hay là mình giờ mình xây cái nhà cao đâu, ở đây cũng thấp lắm. Để coi có cái chỗ nào cao hơn không? Ê, không biết nước có tới đâu. Hình như cái núi bên kia cao hơn đúng không chị Bánh Đá? Kìa cái núi đúng bên rồi, này đi nha. Qua núi bên này. Nhớ cái này. Tổ con chim không? Cái tổ con chim ưng không? Tào lao cái đó là trên gốc cây mèo, nước nó dâng cao lắm. Mình trèo lên núi. Ê, mình qua cái vùng mà chỗ mấy con tiên cá là đó đó. Ừ đúng rồi chị Panda, cái vùng đó có vẻ cao á chị Panda. Không, cái vùng này cao hơn, cái vùng này cao hơn chị Panda. Vùng này bậy đất của quá, mình cao hơn. Con tiên cá cao hơn. Ủa, cái hang quái vật này, có ai còn nhớ cái hang quái vật nằm ở đây không? Nhưng mà kệ đi, mình đang chạy khỏi lũ lụt mà mấy bạn. Ủa hai người đang đâu vậy? Chờ tôi chạy vô tới qua khỏi cái làng. Đấy, bà nội. Nè nè, sắp tới nhà hàng bà rồ rồi, đi qua cái chỗ này, qua ngôi đền của samurai là tới nhà hàng bà rồ rồi. Ok, tôi sẽ xây ở trên này, tôi sẽ cao lên đi mọi người. Ok mấy bạn ơi, nãy giờ anh với mèo đứng đây nè mấy bạn. Anh thấy hình như cái chỗ này tuy rằng nó cao mấy bạn, nhưng mà anh cảm thấy nó không ổn như thế nào á. Thôi chị Panda, hay là bây giờ mình chạy về nhà mình đi chị Panda để mình kiểm tra. Đúng rồi, về sản phẩm về nhà chị luôn. Đúng rồi. Sống chết gì mình cũng sinh tồn tại nhà mình đi. Đúng rồi mấy bạn ơi, chúng ta sẽ về nhà đi mấy bạn. Nhanh lên chạy về nhà đi cho nó làm. Ôi nhanh lên. Oh my god mấy bạn ơi, nhìn nè. Nước ở ngoài sông hình như nó hút hết luôn mèo. Nó rút hết nước. Holy shit, nó có một bức tường nước ở đây luôn rồi. Oh my god mấy bạn ơi, nước đang dâng lên từ từ mấy bạn. Bạn coi nè, đất nước nó đang trồi lên kìa. Holy shit, nhanh lên mọi người ơi. Nữa nước ngay sông Hồng nó ập một cái bụp vô một cái rồi sao? Tôi không biết nữa, nhưng mà tôi sẽ cầm cây thật nhanh để kiểm tra cái hố của mèo, nước lên cỡ nào rồi mèo ơi, kiểm tra cái hố coi. Nhanh lên. Hồi nãy là nó qua cái cục màu vàng rồi đó, cái hố của mình đâu rồi? Ở ngoài biển này nó hút hết nước luôn rồi nè. Nè cái hố của mình nè. Nó đang kéo nước, đừng làm xúc thần. Nước nó đang tràn lên kìa mèo, kìa con kìa. Ôi sắp lên tới rồi, nó sắp lên tới rồi. Thôi bây giờ mình hãy tìm cách nào đó để mình xây cái nhà mình cao lên đi mèo ơi. Xây nhà. Từ từ, ở trong đây hình như cái nhà của tôi là cao nhất đúng không? Đúng rồi.
Bây giờ mình chui vô nhà mình đi. Ừ, mình chui vô nhà mình đi mọi người. Nhà ông cao hơn cái núi hồi nãy luôn. Đúng rồi, cái nhà của tôi cao hơn cái núi hồi nãy luôn. Vô nhà mình là an toàn nhất. Đóng cửa nhà lại mèo. Tôi phải kiếm thêm gỗ. Giờ ông có đóng cửa nhà. Tôi sẽ lắp cái nhà của tôi lại. Tôi sẽ lắp cái nhà của tôi lại mèo ơi. Lắp lại. Giờ ông có lắp đi nữa thì nước cũng vô mà hết. Từ nhưng mà ít ra tôi bảo vệ được cái nhà của tôi, mèo nước nó không có vô nhà được đâu. Tôi lắp cái cửa nhà tôi lại rồi. Đó, rồi xong. Ông lắp cái cửa nhà cũng như không mà ông nội ơi. Tôi lắp cái cửa nhà lại là nước sẽ không có chảy vô được đâu mèo ơi. Trời nước nó tràn lên kìa. Nước không chảy vô nữa cũng gặp cái nhà ông thôi. Holy shit. Nhìn lên. Tôi hy vọng là cái nước nó sẽ không lên nhanh đâu. Tôi hy vọng nước lên chậm chậm thôi, cứ mỗi bao nhiêu giây chứ cứ mỗi 5 giây nước lên một lần á. Vậy mà ông kêu hy vọng, ông hy vọng bằng gì? Từ từ. Ở đây tôi còn rất là nhiều khối gỗ. Mèo có bao nhiêu khối gỗ mèo? Tôi chặt nhiều lắm, tôi đang lấy thêm nè, tôi không có khùng mà leo lên nóc nhà như ông đâu. Tôi leo lên nóc nhà mới an toàn, tôi sẽ xây một cái trại ở trên đây mèo. Trời, cái hồ lava nó bị cái nập. Nước cái lên hả? Ui cái cây nó kìa. Trời ơi mèo sập cây kìa. Trời, tôi thấy hình như nước nó đang lên nhanh như lắm rồi. Nó lên vậy, tại sao tôi thấy cái hồ lava nó bị biến thành vậy là sao? Tôi đang nghĩ là nước nó lên nhanh lắm rồi đó. Từ cẩn thận nha mèo. Tôi xây cái nhà trên đây nha. Mèo cứ ở trên đó đi. Là tôi lên tới trên đó rồi. Tôi lên trước mèo rồi nè. Hồi nữa mèo, chị Panda có muốn lên nhớ nói tôi một cái nha. Tôi có kế hoạch dự phòng mèo. Thôi khỏi đi, nói cho ông được giọng tôi, chị Panda té ghế. Tôi không có giọng mèo chị Panda đâu. Hình như mình vừa lú đầu lên đập cái gì rồi ơi. Hút ông coi chị Panda mới chặt cây nè hút. Đâu, tôi thấy cái cây nào đang bị chặt đâu kìa. Tao không dám nè, cảm ơn tôi bả chặt cây nè. Trời đừng nói mèo chặt. Tao gạo luôn một cái cây bự thiệt bự luôn. Trời ơi phá rừng mấy bạn, phá rừng. Phá cái cây bây giờ mình phải sống. Bây giờ đang là sinh tồn. Đây là cái cuộc chiến sinh tồn giữa mình và thiên nhiên mấy bạn ơi. Cố lên, cố lên. Tôi đang xây một cái trại trên này nè, tôi xây một cái nhà trên này. Ê, cái đồng cảm đi cho chị có gian vậy. Cho tôi chị Panda có gian. Tôi đâu có cho mèo chị Panda quá gian đâu. Tôi đi kiểm tra nước nó tới đâu rồi. Mèo kiểm tra thử cái mèo nước tới đâu rồi mèo. Tôi thấy sao nước, tôi nghe nước kiểu như nó lên từ từ hay sao á nè. Từ từ đó ba, nó lên lần nhanh lắm á. Rồi mèo kiểm tra đi mèo, nhớ nha. Nước lên tới đâu báo tôi biết nha. Mèo á mèo, nước tới đâu rồi mèo ơi. Nước tới rồi, còn có 20 lớp nữa là nước lên rồi. Từ cái gì vậy bà nội, mèo đâu rồi, mèo đâu chị Panda. Mèo đâu? Mèo kìa, mèo kìa. Lên, nhanh lên. Từ. Ui, có vẻ như nước nó đang lên kìa đúng không? Hồi nãy cái này, nó nước nó lên này. Nước nó lên thiệt rồi, bà nói nó chạy lên. Lên đi. Ôi, cái sông nó tràn lên lại luôn mèo ơi. Nhanh lên. Ui, nhanh lên, nước nó lên tới kìa. Rồi, xong. Cái mực sông này là bằng với mực sông bình thường rồi nè. Lên. Ui, nước nó lên. Nước nó lên tới rồi. Lên chưa? Cái hồ của mình nước nó lên tới rồi mấy bạn ơi. Chặt lắm lên, đặt lắm lên. Tôi đặt lắm lên cao nữa. Tôi thấy cái điều gì đó không có bình thường ở đây mèo ơi. Tôi thấy điều gì đó nó không bình thường ở đây. Ui, nước nó lên nhanh lắm bà nội. Lên. Ôi, nhanh lên. Đi đâu chỗ nhà kệ, chỗ nóc nhà tôi lên tới đây rồi. Trèo lên cầu thang lẹ đi, lên. Ôi. Lên. Ủa cái nước lên nhanh lắm. Ôi nước lên nhanh lắm, nước lên nhanh lắm. Ủa hút đi đâu đi. Ôi cái nhà của chị Panda gặp lục rồi. Ôi xin cái buồn luôn rồi. Oh my god. Từ. Lên. Sao ông tiết kiệm lốc đi hút, ông làm gì ông đặt dữ rồi hút. Tôi làm cầu thang tôi đi lên nè, cho mèo chị Panda đi lên nè. Ông làm cầu thang chị giữ cầu thang đâu. Tại cầu thang bên đó chị Panda chỉ cần đi lên được rồi. Nè hai người nè, một hồi nè chị không chịu trèo lên cầu thang của tôi, một hồi chết đáng chịu trèo lên lẹ lên. Nhanh lên, trèo lên, nhanh lên. Từ rồi, xong lắc luôn rồi mấy bạn ơi. Holy shit. Ngập luôn cái hồ luôn rồi mấy bạn. Oh my god. Cái nhà của mình, nó lên tới cái nóc nhà của mình luôn rồi mấy bạn ơi. Nước lên rồi. Mèo đâu rồi? Lên. Tôi lên đây, tôi sợ lắm mèo ơi. Tôi không muốn bị chết chìm đâu. Cái nhà của ông sắp ngập rồi kìa hút ơi. Cái nhà của mèo nó ngập rồi luôn kìa. Đó, đó cái nhà của tôi đây. Còn đó, cái nhà của mèo còn cái nắp kìa. Ơi ghê quá. Nó lên lẹ kinh khủng luôn. Nước này lên lẹ, cứ mỗi 5 giây là nước lên một lần, không tin đếm rồi. 1, 2, 3, 4, 5 nè, còn đó thấy chưa, nước 5 giây, mỗi 5 giây nước lên một lần thiệt rồi mấy bạn ơi. Ghê quá. Xây tàn quá vậy, ông xây quá vậy rồi hồi nó phí lắm. Từ mình xây lên như vậy đi, nước chưa lên tới đâu, chờ nước lên tới rồi mình xây tiếp mèo ơi, chứ bây giờ mình chờ đi. Mình xây tới đâu nước dần tới đó chắc chết luôn hút. Tôi không biết nữa nhưng mà hình như chị nghĩ là chắc có hết lên rồi, tới đó mà làm gì lên nữa. Nói chị càng lúc càng dâng lên. Cái này nó như là cái biển luôn rồi Panda ơi, cái này cái nhà của mình. Rồi nhà của tôi. Cái laptop của tôi, cục wifi của tôi hư luôn rồi. Đi ai đừng đánh, ai tưởng không đem theo. Dạ. Đừng có đánh nhau nghe, đánh nhau là lọt xuống luôn á. Đánh nhau. Ôi ghê thiệt luôn. Ê hút, cái tầng mà đầu tiên mà ông xây ngay nhà
rồi cái hút. Cái tầng đầu tiên là cái tầng hồi nãy tôi đứng là nó ngập rồi đó. Bây giờ tôi chắc tôi xây cao lên nữa đi, xây cao lên nữa đi. Chuẩn bị sắp qua mấy cái đọt cây rồi kìa. Xây cao lên nữa không? Chị có muốn đi qua mấy đọt cây không? Chị bây giờ chắc là hiện tại ở đây được rồi đó mọi người. Giờ là Red Hood nhảy cái mùa nước lên. Nhảy mùa nước lên. Sông còn sông nước dâng tràn lên nóc nhà. Cái này đúng nghĩa là nước dâng tràn lên nóc nhà luôn mấy bạn ơi. Sông nó lên nóc nhà là có thật luôn á. Tại nước. Nó sắp ngập qua mấy đọt cây hình như là tôi thấy nó gần tới mình rồi đó. Thôi chưa tôi lên đâu. Tiếp đi. Tôi lên tiếp đi. Còn sao? Ai làm gì làm đi, tôi lên tiếp. Đây là cái nhà của tôi. Tôi sẽ không em bị nước lên. Em kiên quyết đứng ở đây chị Minh Anh. Em chị kiên quyết đúng lên. Rồi hết lên rồi đi chứ cho dữ kiên vậy. Chừng nào nước tới chân mình đi mình nhảy chị Minh Anh. Đó, một hồi nè, nước tới chân mới nhảy là mọi chết ngắt luôn. Tôi nói thiệt, dân làng chuẩn bị nước tràn ở bên đó là nát luôn. Oh my god. Chị cũng đứng chờ với mèo quá. Chị không chơi với em. Chị làm gì vậy? Chị chờ với cưng. Nhưng mà chị lên đây chị chờ. Đúng rồi chị Minh Anh, chị nên lên đây chị chờ nè. Mèo đến đó một hồi là mày chết chị Minh Anh ơi. Còn khuya nước mới lên tới đây. Đó, tôi thấy không biết còn khuya hay không chứ tôi chặt mấy cái cây là tôi thấy bây giờ là nó có lý lắm đó mèo ơi. Trời ơi, tôi còn đầy nhóc gỗ là tôi có sợ. Chị Minh Anh né ra chị Minh Anh. Nãy giờ tôi còn đi ké gỗ của ông không à, mèo, tôi mèo, có sợ đâu. Nước lên tới mây vậy mèo. Vậy hả? Ông giờ nè nước cũng mới tuốt dưới chân mình rồi đâu leo nó chưa xa hả? Để tôi giúp mèo nè. Đó, đó có. Mèo. Ông đâu? Cứ đứng nó xích xích giúp trọng mình. Ok chị Minh Anh ơi, mình có cái trại trên này nè chị Minh Anh, cắm trại thôi. Ăn. Cắm trại lên đó đi. Tèo 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 tèo. Chị Minh Anh hay sao? Ủa dạ mèo. Ơi mèo, chết tôi, chết tôi mèo. Ai kêu mắng tôi? Ai kêu mắng tôi? Đi lại trời. Ủa chị Minh Anh đâu rồi? Ủa tôi chạy. Chị Minh Anh đâu rồi? Chị Minh Anh đâu? Chị Minh Anh đâu rồi? Trời ơi, chị lọc xuống nước rồi hả? Trời ơi. Đồ điên. Trời ơi, chị Minh Anh sắp chết rồi mà thôi rồi. Mèo kèo mèo bắn chị té đó. Ok, để em cứu chị Minh Anh, đứng yên ở đó đi. Đừng có di chuyển. Chị bơi ra đây, chị Minh Anh em lấy cái câu. Nè, em câu chị nè. Bắt lên, bắt lên. Ông móc. Em đang câu chị lên nè bà nội, chị đứng yên coi bà đi làm sao mà câu. Rồi, dính chưa? Bắt lên, đại. Dính chưa? Phải dính mới câu được. Bắt cái đầu chị á. Từ từ, bà nội, từ từ. Rồi, dính rồi. Đúng lên nè, móc lên, móc lên. Ôi. Lên. Em đang kéo chị lên nè, ôi. Ui ui, lên đó, chưa? Đó, đặt chị lên đi. Đặt lông ra đi, đặt lông ra đi. Trời ơi, trời. Đặt ra, đặt dưới chân chị đặt dưới chân chị cho chị đứng lên. Trời ơi, đu đặt lên. Trời ơi, mèo nó bắn gì nữa kìa. Rồi xong. Chị Minh Anh, đu lên chị Minh Anh ơi, đu lên. Ây da. Ôi. Trời ơi, trời ơi, mèo làm giật một phát tôi bay lên nóc nhà luôn. Chị Minh Anh, chị Minh Anh. Rồi, rớt cái đó rồi, rớt. Lâm cái đó đung lên. Thôi xong chị Panda rồi. Thôi tôi đặt lóc lên. Em tạm chị, em tạm biệt chị Panda với rồi tội nghiệp chị Panda có mèo bắn chị Panda chết ngắt luôn. Có chết đâu, chờ bả kẹo chưa chết mà. Bả chuẩn bị bả chìm xuống nước rồi mèo rồi xong. Rồi tiếp chị Panda rồi mấy bạn. Chị Panda chưa? Mấy bạn ơi. Chị Panda bả chết rồi. Ok nước lên tới qua có cây rồi mấy bạn ơi, ghê quá. Tôi trèo lên. Hồi nãy ông bắn. Trèo lên tiếp, trèo lên tiếp, tôi trèo lên tiếp nè. Tôi không cần biết đâu. Bắt cười chị Panda. Trèo lên tiếp, trèo lên tiếp. Tại mèo ác thì chứ có chị Panda vậy mà mèo cũng bắn cho bà bay xuống dưới luôn. Tôi bắn ông mà tại chị Panda bắn ông bắn đỡ. Tôi bắn ngựa bà đỡ chị bà chết rồi. Tại cái liều của ông chứ đó kìa hết. Cái liều của tôi thôi kệ đi, giờ tôi không quan tâm cái liều của tôi nữa mèo ơi. Cái liều của tôi giờ chỉ về thành rừng gặp mặn rồi kìa. Chị Panda thành ma da dưới nước kìa mèo. Ủa? Đâu? Bà bay dưới nước kìa. Mèo ơi, chị hết. Bà thành ma rồi kìa. Rồi xong mèo luôn rồi. Cái nước nó rút chân xuống bơi lên không có được đâu, rút xuống bơi không được. Rồi xong chuẩn bị chết mèo luôn rồi. Cái nước nó bơi lên không được, chết đó. Mèo sao mèo bơi lên được hả? Rồi. Mèo bơi lên được nhưng mà hồi nãy chị Panda bơi không được, chị Panda chết. Tôi xây lên tiếp, nguy hiểm quá. Ê, giờ tôi tự hỏi cái nhà của dân làng, cái nhà hàng bò rồ như thế nào đó mèo ha. Chết rồi, quả thiêu. Chết luôn. Thôi, tôi xây ra đây. Đừng có ai lên đây nha. Đừng ai lên đây nha mèo. Mèo đừng có lên đây, tôi chặn đường mà luôn, không cho okay, mèo lên. Tôi cần. Được rồi, tôi xây qua đường khác của tôi. Ok, mèo chạy đi, tôi sẽ khác. Sống ở đây. Ok mấy bạn, mình đã có ngôi nhà mới trong cái thời kỳ này rồi mấy bạn ơi. Thời kỳ mà cái nước này nó ngập lên. Thời kỳ lũ lụt. Oh my god, cái nhà của mình ở dưới xây nè. Đó. Xây nè, chết đi, cái đồ ác độc rồi. Mèo chết luôn, mình xây lên tiếp mấy bạn ơi. Mèo sắp tới chỗ mình rồi, nhìn lên. Bên lại. Ok, mình là người sống sót cuối cùng mấy bạn ơi. Ôi, mấy bạn ơi, sợ quá đi, nước lên tới rồi mấy bạn ơi.
trời ơi trời. Ôi ngôi nhà của tôi. Ngôi dạ, nhà của mèo. Không sống mình luôn đi. Ngôi nhà của mèo và chị Panda. Mèo với chị Panda đâu rồi? Tôi trời trời trời. Làm ma da với này được. Hẹn người thành ma da với nước. Ghê quá. Trời trời. Ông sống mình lên đó luôn đi ngang hồi nước cũng dâng tới ông. Tôi hy vọng là nước được có dâng tới đây. Tôi nãy tôi tính hỏi ông có lấy gỗ không, tôi cho ông gỗ. Giờ ông đánh tôi chứ tôi đang rớt xuống tay thì ông có trở lại chơi mình ông đi ngang. Thôi 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 tôi còn gỗ. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Gỗ chứ gì? Oh my god. Trời ơi. Oh my god mấy bạn ơi, mình sắp chết rồi. À, thôi tao đừng bơi luôn ai vậy. À rồi xong. À rồi mình lột xuống nước luôn. Trời ai rồi xong lột xuống nước là chết luôn. Oh my god, cái chuyện này là chuyện đùa gì vậy? Ai à, bàn laptop của mình. Ok, trèo lên ghế ngồi mấy bạn ơi. Ok. À, vô thì, nước rồi. Anh Red Hood đã thành người sinh tồn dưới nước rồi mấy bạn. À chơi vậy ơi chơi. Mình trèo vô ghế là mình còn sống nè bạn. Ok. Ui, ngồi trong đây còn sống mèo. Ơi ngồi trong đây còn sống. Ok thì mấy bạn, anh Red Hood đã chiến thắng sinh tồn dưới nước rồi mấy bạn ơi. Trời trời, quá trời youtuber luôn kìa, đừng có đùa chị Panda ơi. Mấy bạn thấy video này hay nhớ để lại cho anh một like với một subscribe nha. Nếu video này đạt 100.000 like thì anh sẽ livestream anh chơi trò này cho mấy bạn xem nha bạn. Bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Nhớ là cho anh xin 100.000 like nha mọi người ơi. Bye bye mọi người.